cảm ơn. Cảm ơn tiếng hát của ban hợp ca Ân Thư Thuyền Nguyện. Và để tiếp nối chương trình, xin mời tiếng hát của ca sĩ Bùi Hùng. Và chúng tôi xin cảm ơn ban đại diện Steven Lee Diệu của cộng đồng Việt Nam đã ủng hộ 350 triệu đồng. Xin cảm ơn ban đại diện cộng đồng. Cảm ơn lời giới thiệu của anh Điền rất là nhiều. Chúng tôi cũng lên hát rất vui cho